Năm ngoái thì mình vừa mới ở Pháp để học chương trình sau đại học. Mình học tại trường IESEC ở Linh. Linh là một cái thành phố nhỏ rất là dễ thương nằm ở phía bắc nước Pháp. Thời gian mà mình tới Linh là vào mùa thu thì nó bắt đầu chuyển lạnh rồi và trời thì cũng hơi có mưa một tí, nhưng mà bù lại thì mọi người ở Linh rất là ấm áp nên mình cảm thấy rất vui. Trong suốt 9 tháng ở Pháp thì chủ yếu là mình ở Linh để đi học, và sau đó thì mình có tranh thủ để đi du lịch khoảng 10 thành phố khác ở Pháp. Thì những chuyến đi đó đều mang lại cho mình rất là nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Trong suốt 9 tháng ở Pháp thì có một cái khoảng thời gian mình rảnh, không có phải đi học. Thì trong cái thời gian đó, ở Pháp có một cái chương trình gọi là Working dành cho những cái bạn mà là sinh viên như tụi mình, hoặc là bất kỳ ai cũng được, có thể đi đến sống với các cái gia đình nông dân ở Pháp và trải nghiệm cái cuộc sống làm nông nghiệp như thế nào. Thì mình có tham gia một tuần. Lúc đó là mình đi xuống Toulouse là ở miền nam của nước Pháp. Thì mình sống với gia đình của anh Fred. Thì cứ mỗi sáng 9 giờ anh Fred sẽ chở mình đi ra đồng. Tụi mình nhổ cỏ, tụi mình hái trái cây, hoặc là tụi mình phụ ảnh để xây mấy cái nhà kính. Và buổi chiều thì về nhà tụi mình bắt đầu chế những cái nước táo vào trong chai để ảnh mang ra bán vào cuối tuần. Thì ở đây tất cả mọi thứ đều là tự thân vận động, tức là tự sản xuất. Ví dụ như nhà anh Fred thì là có trái cây, còn nhà bên cạnh thì là có những cái trang trại nuôi động vật, thì họ sẽ trao đổi thịt hay làm gì đó với nhau. Thì nói chung là sau một tuần sống ở đây thì mình cảm nhận được một cái cuộc sống Pháp nó rất là khác. Thì đây là một trong những cái trải nghiệm mà mình cảm thấy là mình thích nhất ở Pháp, mà cái nông nghiệp ở Pháp nó hoàn toàn khác so với những gì mình thấy ở Việt Nam. Nếu mà nhắc tới một từ tiếng Pháp mà mình thích và nó có ý nghĩa với mình á, thì mình sẽ chọn từ terrasse. Ở Pháp thời tiết có những cái mùa thì nó rất là lạnh, ví dụ như mùa thu hoặc là mùa đông, thì khi đó mọi người đều ở trong nhà hết, rất là hạn chế ra đường. Nhưng mà khi mà trời chỉ vẫn còn lạnh, nhưng mà chỉ cần hơi nắng lên một tí thôi là mọi người đã bắt đầu ùa ra đường, và rồi có những cái terrace, những cái bàn và những cái chỗ để mà mọi người có thể ngồi uống nước, uống bia, ngồi nói chuyện, ăn bánh, uống trà gì đó. Đó chỉ cần là trời nắng một tí thôi là mọi người sẽ bắt đầu ra và lấp đầy những cái chỗ đó luôn. Là theo mình đó là một cái văn hóa của Pháp rất là dễ thương.